chị em mày có phim đi. Đi gọi chứ. Mày gọi. Về ra chưa? Thấy bị chưa? Thấy cổng chưa? Chị ơi, chị bán cà chua không ạ? Có, chị có bán đấy, em mua đây là chị bán. À chị, cà chua này bao nhiêu chị ơi? 10.000 cân hả chị? Chị để cho em mấy cân nhá. Chuốm ra, cứ để cả chuột cho nó đẹp.
Nhét ra, nhét ra. Cân mấy chị? 3 cân. Cái này mà đứa con nó 2.000 cân nhá. Vãi tiền mua một. Cho em. Này là 16 cân 5 à? 16 cân cho 16 cân nhá. Bây giờ lột thêm 2 con vịt vào đấy nữa. Vịt vào nấu. Đây mấy? Không được vịt. Đây à. Mày bảo con đi 40 nghìn. Vâng. Vâng, lại em mất công đấy. Cho em thử nhá. Đẩy ván cậu vơi ván hết thì các bà để đi về. Bấn hết rồi, xuống đến chỗ kia rửa chân đi. Thôi đi. Đây này đi chỗ đi cái họ xây cái chỗ bể đây này. Đi đỡ. Đi đỡ chứ. Nào tôi đỡ lên. Đeo lại nặng không? Để giữa mà ôm con thôi. Áo ly rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá cần những tiền bạc mới được. Mà nó lại lẫn cả nạc trắng vào nữa. Tôi được được 2 bì. Họ kẻ ra cái này, họ mua cái nạc trắng này. Kẻ ra mình bán lên. Cứ từ từ chặt cái ông ấy cũng thì lấy. Không, hôm nay nó ấm rồi thì lấy. Đó. Đấy cái chết. Không sợ mày đó. Thank you.
cắt miếng. Mẹ con đâu rồi? Huyền ơi!
Dạ em đây. Em à. Hai mẹ con đang làm gì đấy? Mẹ con em đang nấu mì tôm. À bác cho quà cho con này. Con cảm ơn bác đi. Ờ ngoan quá. Em đang nấu gì đấy? Em đang nấu mì tôm. Ờ tình hình bữa nay mẹ con thế nào rồi? Dạ mẹ con em ổn ạ. Bác mua cho em máy gói bình pin. Em ăn máy gói nhỉ? Ăn nhiều bình pin không? Bảy gói, 8 gói à? Em ăn 8 gói nhé. Ăn gói bình pin nhé. Gói chứ. Sao em là sao thế? Có gì bị mắt em à? Đưa xem nào. Để xem bị làm sao nào. Ôi bị than vào mắt rồi. Để anh thổi led ra cho nào. Để ra chưa? Hết bị chưa? Hết cổng chưa? Ai đấy? Chồng em đấy.